Ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng chúng ta ở bên trong Game In House và ở bên trong căn phòng này. Ok, chắc là các bạn đang tự hỏi rằng là tại sao ngày hôm nay lại là ngày cuối cùng đúng không? Bởi vì ngày hôm nay sẽ là ngày mà Karen và cả Hero Team, cả công ty của Hero Media sẽ chuyển qua một ngôi nhà mới. Ok, nếu mà để nói rằng là lý do bởi vì sao bọn mình lại chuyển nhà thì thực sự nó rất là dài luôn các bạn ơi. Nhưng mà đại loại rằng là tụi mình sẽ chuyển qua một cái ngôi nhà mới. Mình đảm bảo với các bạn luôn là ngôi nhà đó chắc chắn là sẽ tốt hơn ở đây rất là nhiều luôn ấy. Và ngày hôm nay cũng sẽ là cái ngày cuối cùng mà mình sẽ ở đây. Và bây giờ mình sẽ phải dọn hết đống phòng này. Thực sự thì bây giờ để chia tay cái phòng này thì mình cũng khá là tiếc, bởi vì đây chính là một trong những cái phòng mà mình đã ở cũng khá là lâu rồi. Và đây cũng chính là cái ngôi nhà mà lần đầu tiên Karen ở cùng với cả Hero Team, cho nên là cái chỗ này nó khá là nhiều kỷ niệm với mình các bạn à. Nói chung là nó cũng sẽ có những cái kỷ niệm đẹp và những cái kỷ niệm không đẹp lắm, nhưng mà thật ra nó cũng rất là nhiều kỷ niệm đẹp. Cho nên là bây giờ mình đang cảm giác rằng là đây là ngày cuối cùng, cho nên là mình đang cảm giác tiếc quá. Nhưng mà các bạn biết gì không, cái điều khiến cho mình đáng sợ hơn đó chính là phải dọn cả cái phòng này nè. Shiba. Ok, và mình xin giới thiệu với mọi người, đây chính là những gì mà mình sẽ dọn ở bên nhà mới. Nào là gấu bông nhá, rồi sau đó là những cái đồ cá nhân của mình nè. Ở bên dưới đây á thì còn có thêm một cái, đây đây mình cho mọi người coi nè, một cái sofa rất là to, nút vàng nè, nút bạc nè. Và gấu bông ở bên dưới đây hơi buồn chút xíu, mọi người thông cảm nha. Và thêm cái tủ lạnh này nữa, cũng như là nguyên cái tủ này mình phải đem đi hết luôn á. Và cực nhất á thì chắc là cái dàn máy tính này nè, và cũng như là cái thùng PC. Nhưng mà cái này sẽ là cái thứ mà mình sẽ dọn cuối cùng nha, bởi vì mình cần phải để lại máy tính để làm việc nữa. Nếu mà mình dọn máy tính trước thì không có gì làm việc luôn á. Thật sự luôn á nha, mình là một đứa rất là ít khi nào mà quay vlog luôn á. Nhưng mà mình nghĩ rằng là cái vlog này mình cần phải quay lại, bởi vì là nó chất chứa nhiều kỷ niệm quá. Và đây sẽ là một cái vlog đặc biệt lắm á nha, bởi vì mình thề với các bạn luôn là các bạn sẽ phải bất ngờ với cái ngôi nhà mới của Hero Team. Nhưng mà bây giờ nó như thế nào thì hãy chờ video tiếp theo nha. Ok, thì bây giờ chúng ta cần phải dọn phòng và mình đang không biết là phải bắt đầu từ đâu nhờ. Nhiều quá, kiểu giống như là nó bị nhiều quá cho nên là mình không biết bắt đầu từ đâu á. Ở đây á là mình đang có một cái bịch khá là to. Cái bịch này thì mình nghĩ rằng là mình sẽ để gấu bông đi. Mình muốn là gấu bông sẽ để bên trong đây. Ok, đầu tiên thì tôi sẽ dọn cái này vô. Mình vẫn chưa tưởng tượng được rằng là nếu mà cái phòng của mình á mà nó ít đồ đi thì nhìn nó sẽ như thế nào, bởi vì là mình quen với cái khung cảnh là cái phòng của mình nó quá nhiều đồ các bạn. Thật ra là nếu mà bạn nào mà không biết á thì cái ngày mà mình quay video này là ngày 16 tháng 11, ngày 18 mà mình mới chính thức dọn cơ, mới thật sự là chính thức dọn luôn. Nhưng mà mình nghĩ rằng là mình nên dọn sớm, bởi vì mình thấy rằng là phòng mình nhiều đồ quá, và nếu mà mình không dọn sớm mà mình cứ kiểu chủ quan á thì chắc chắn rằng là cái ngày 17 mình sẽ vỡ mặt. Cho nên là bây giờ mình phải dọn sớm. Vâng, được các bạn, và sau hơn 2 tiếng đồng hồ thì bây giờ mình mới dọn được có một thùng mà. Đây chính là cái thùng đầu tiên của mình, và đây chính là bịch gấu bông của mình. Và ở trên đây nó mới tạm clear một chút xíu thôi, và vẫn còn rất là nhiều đồ. Dọn từ sáng và bây giờ là 7 giờ tối vẫn chưa xong. Kiểu này chắc phải tới đêm quá. Ok mọi người ơi, bởi vì rằng là mình đã dọn nhà từ sáng tới bây giờ là đã 12 tiếng rồi, nhưng mà chưa có xong gì hết trơn á. Cho nên là bây giờ mình quyết định là không dọn nữa, mình sẽ đi siêu thị. Cái siêu thị này nếu mà bạn nào không biết á thì đây chính là một trong những cái siêu thị mà mình rất là thích luôn, nhưng mà sắp tới là mình sẽ phải xa đó rồi. Nhưng mà thôi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn nhé, let's go. Mình nghe nói rằng là hội chị em ngày hôm nay cũng đi siêu thị, cho nên là không biết là mình có gặp hội chị em ở đây không ta. Rồi, tôi thấy rồi, thấy chưa? Ê, trùng hợp ghê, điện tới đây cái ba người mẫu xanh luôn. Cái này là có sự xếp đặt gì không vậy? Không, hôm nay là mang gặp không gặp luôn. Cái này là uống nước thanh tịnh thật là tốt cho sức khỏe. Sao mà gì vậy lẽ? Hả? Cái gì vậy bà nội? Chắc hiểu chắc. Ô
Ok, và sau khi mà đi ăn nhẹ xong thì bây giờ bọn mình quyết định là sẽ, thật ra là chỉ có mình với lại là hội chị em thôi. Nhiều khi mình nghĩ rằng mình không biết mình có phải trong hội chị em không nữa. Nhưng mà nói chung là bọn mình sẽ đi vòng vòng siêu thị chơi những ngày cuối cùng ở đây rồi các bạn. Đây, mình sẽ cho các bạn xem ngày cuối cùng của bọn mình sẽ làm những gì nha. Nếu mà trong phòng mới mình mà có cái hộp này thì... Wow, những cái con mô hình này á là nó rất là đặc biệt luôn nha. Nó có một cái sự gì đó rất là đặc biệt luôn á. À, mình sẽ cho các bạn coi được á là ở trong phòng mới của mình sắp tới sẽ có một cái bộ sưu tập nào. Sắp tới trong phòng của mình sẽ có nguyên một cái bộ sưu tập này nè mọi người. Và cái bộ sưu tập này á là gồm 12 con. Ui, nhìn đẹp không? Và cái này á là Simmy đã tặng cho mình á. Cái này là Sim tặng cho mình đó mọi người. Sắp tới mọi người sẽ thấy nó trong phòng mình. Đây là phim Toy Story nè. Rồi đi tìm Nemo nè. Nói chung đây là những nhân vật trong Disney á mọi người. Chú Mickey nè. Làm định mua gì sao? Cái vô đây cũng vui mà tiện vô đây không biết mua gì. Mua hết rồi. Mình vào trong đây mình đang suy nghĩ rằng là mình nên phải mua một cái gì đó. Nhưng mà thật sự mình không biết mua cái gì hết trơn đó. Tại vì trong đây toàn là đồ dễ thương không mà. Thôi khỏi mua. Cái này là cái bị đánh lưng á. Cái này đánh lưng hả đâu kìa mọi người. Đánh được đấy, đã lắm á. Đánh được lưng thì cái này dùng để thử thách. Ai thua thì đập. Được á. Nhìn vô chi thiệt sự. Dễ thương mà. Ê, có cái này thích nè. Có cái này mình thích nè các bạn. Hồi nãy đây là cái duy nhất khiến mình ấn tượng luôn nha. Đó, cây nấm nè. Phá của chúng ta quá. Xuyên có thích cái nào không? Xuyên có thích nào không? Nó đâu vậy? Ủa, nó chỗ nào vậy? Thì ra là Xuyên thích cái này hả? Nhưng mà Xuyên thích cái nào trong đây? Mua luôn rồi chứ, chờ đợi gì. Cái này tới 1 triệu luôn á. Sau khi mà mình mua quà xong cho Simmy thì đây chính là quà của Simmy các bạn ơi. Ta da da da, tặng cho Sim nào. Ba 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 ba. Hello các bạn nha, các bạn có thấy mình không ta? Mình buồn quá bạn ơi. Bởi vì ngày hôm nay là ngày cuối cùng mình sẽ ở đây cho nên mình buồn quá. Cho nên là bây giờ mình đang đi chơi để cho nó hết buồn đó các bạn. Mình đang tưởng tượng tới cảnh á, tí nữa là mình gọi là sẽ tiếp tục quay về căn phòng đó để mình dọn cho xong. À, mấy bạn biết gì không? Hiện tại là mọi người cũng đang dọn nhà đó, cũng đang dọn phòng dần rồi. Tí nữa mình cho bạn coi phòng của mọi người đang dọn như thế nào nha. Mười hai giờ đêm ngày 18 tháng 11. Để xem mọi người dọn đồ như thế nào rồi nha. Ngày mai là ngày đi rồi đó, bạn dọn đồ tới đâu rồi? Mình tình hình là dọn sắp hết cái phòng mình rồi đó. Ủa, nhưng mà mình thấy phòng mày vẫn còn hơi bị nhiều đồ á nha. Tại vì mình còn bỏ đi một vài thứ nữa. Đấy là yên tâm, mình sắp xong rồi. Ok, phòng của Mora là vậy nè, để coi phòng của những người khác như thế nào nha. Oh my god, đây là đồ của Meme TV. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Và đây chính là phòng của Simmy. Sắp chết rồi. Ủa, thùng này Sim để dép hả? Thùng này Sim để dép hả? Thùng này dọn nè, vali xong. Trời, mới có 2 tiếng rồi, cây dọn từ sáng tới giờ luôn nè. Sao đó Sim à? Chúng ta sẽ được đến nơi mới thôi. Nhiều quần áo quá. Vâng, và đây chính là thùng của Sammy. Một. Có tên, cũng có tên nữa. Đây, Sammy đào nè. Wow, cái chữ to chứ trời. 1, 2, 3, 4, 5, 6 thùng. Thật ra 6 thùng thôi các bạn. Tại vì là mình xếp đồ rất là gọn. Nên là nó rất là nhỏ các bạn. Gọn lắm luôn á. Mình, phòng mình cũng được khoảng 6 thùng. Đây có bột giặt. Sao có bột giặt vậy? Tiếc, không dám mà. Mình bỏ mà tiếc quá. Đó, con đã giặt đồ cho thơm. Ok, ok. Bây giờ là 1 giờ sáng và bọn mình quyết định là sẽ tạm dừng dọn phòng lại để đi ăn ở Shop Hero. Và đây chính là Shop Hero, nhưng mà sắp tới mình cũng sẽ phải chào tạm biệt nơi này. Hai cả nhà, giờ chúng ta sẽ cùng nhau ăn nhé. Ngon quá. 1 năm trôi qua. Hay gì mày ta làm ác. Em quay cái nhà cả nhà nhé. Quay đi em. Mày cả nhà mày ăn cơm nhá. Hello mọi người, ngày mai chúng ta làm gì mọi người? Không quay. Rớt miếng. Ai quay em cười lắm, ai mà quay là em thích lắm.
Ok mọi người ơi, thì đây chính là ngày 18 và đây sẽ là ngày mà bọn mình chính thức là sẽ dọn qua bên văn phòng mới. Và đây chính là văn phòng cũ của bọn mình, dọn sạch hết trơn luôn rồi nè mọi người. Mình sẽ cho mọi người xem thử nha. Đây chính là cái nơi làm việc của editor này, của những thành viên của Hero Media ở đây. Và bây giờ cái văn phòng này của chúng ta, các bạn nhìn nha. Trời ơi, như một bãi chiến trường luôn. Tất cả mọi thứ đã được thu gom lại hết trơn rồi đó. Và mình vẫn còn nhớ như in cái ngày đầu tiên mà bọn mình mới dọn vào đây thôi. Vậy mà ngày hôm nay bọn mình sẽ phải dọn khỏi nơi này và đến một cái chỗ mới các bạn à. Không ngờ rằng là lại có ngày hôm nay luôn đó. Mọi thứ nhanh quá à. Ê khoan, từ từ. Sao mình phát hiện ra là lại có cái anh gì của Simi dưới đây vậy? À, tôi nhớ rồi. Đợt trước tôi có làm một cái video. Mình có làm một cái video cho anh Simi phải đi khắp công ty cầm cái hình này nè. Không biết là các bạn nào nhớ không ta. Và ở bên ngoài công ty của bọn mình á thì đang có rất là nhiều những cái thùng như này nè. Đây là chính là thùng của anh Vịt nè, thùng gấu bông nè, và ở đây cũng là thùng, ngoài đây cũng là thùng. Hai chiếc xe tải tới chở mà vẫn không đủ luôn nha mọi người, rất là nhiều đồ luôn. Đây các bạn có thấy không, đây chính là cái tòa nhà, cũng là cái trụ sở đầu tiên của Hero Team đặt chân tới đây mọi người à. Thật sự là đối với mình đó nha, cái nơi này nó cũng gọi là có nhiều cái nó chưa tốt, nó cũng không phải là quá đẹp nữa, nhưng mà nó thật sự là nó trước cũng khá là nhiều cái kỷ niệm các bạn à. Cho nên là khi mình đi ra khỏi đây thì mình cũng thấy rất là buồn. Và bây giờ là lúc đi chơi bowling. Như bạn có thể thấy được đó là mình đang đi cùng với cả là Sim này, Sam này, Meme, Mora và cả mèo béo các bạn à. Và bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau chơi bowling nhá. Để xem coi là cái trận bowling ngày hôm nay ai sẽ là người chiến thắng đây. Màn thể hiện của mèo Simi. Ok, bây giờ tới mình nha các bạn ơi. Mình sẽ lựa, bình thường là mình sẽ lựa cái trái nào đó. 15kg luôn hả? Giờ Sim hãy coi cái màn thể hiện nè, các bạn coi màn thể hiện của mình nè. Và bây giờ là đến với sự thể hiện của Sammy Dow. Còn bây giờ là 1 giờ sáng, mọi người có biết là mình đang ở đâu không? Đúng rồi đó, mình đang đi chơi 1 giờ sáng ở một cái quán net. Khá lâu rồi mình mới đi quán net các bạn à. Nhưng mà tại vì ngày hôm nay của mình chán quá cho nên là hết đi ăn rồi sau đó mình lại đi quán net. Và bây giờ lại là 1 giờ sáng rồi. Chắc chơi tới tầm 4-5 giờ sáng gì đó rồi sau đó mình sẽ về nhà dọn nhà tiếp. Thật sự là lâu lắm rồi mình mới đi tiệm net đó mọi người. Mà mỗi lần mà kiểu mình ra ngoài tiệm net á là mình sẽ kiểu giống như là kêu cho mình một cái tô mì. Không biết có bạn nào giống tôi không ta. Đây, Sammy ngồi đây, Simi đây, Camui đây, Meme ở đây. Còn đây là Phong Cận. Còn anh Vịt thì không có đi bởi vì anh Vịt ở nhà ngủ rồi. Ở đây là Yabun nè, Mora nè. Bây giờ cũng sắp trời sáng rồi. Và cũng là lúc mà bọn mình chuẩn bị đi qua một ngôi nhà mới tốt hơn. Thật sự thì trong lòng của mình có khá là nhiều suy nghĩ. Vui có, buồn cũng có. Bởi vì ngôi nhà này tuy không hoàn hảo, nhưng mà nó là ngôi nhà đầu tiên mà bọn mình ở chung với nhau. Nó có rất là nhiều những cái kỷ niệm đẹp của Hero Team. Lúc mà bọn mình bước chân ra khỏi đây á, thì cũng đồng nghĩa với việc là chúng ta phải khép lại những cái kỷ niệm đẹp và sẽ khởi đầu cho một bước tiến mới tốt hơn. Mình chắc chắn là sẽ nhớ ngôi nhà này lắm. Tạm biệt nhé. Tay nắm tay nghẹn ngào không đành buông. Chẳng biết bao lâu ngày chúng ta gặp lại nhau. Xin hãy luôn nhớ nhau, những ký ức khoảnh khắc kỳ thật sâu. Dù cho mai đây ta đang ở nơi chốn nào, bóng dáng thân quen vẫn luôn còn đây trong trái tim này. Giờ ngồi bên nhau chẳng được bao lâu, nó phải rời xa. Chia ly này.